Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cài đặt Windows bằng một chiếc USB. Những thứ chúng ta cần bao gồm một chiếc USB có dung lượng từ 6GB đổ lên. Thứ hai là một cái công cụ từ trang chủ của Microsoft. Ở đây mình cài đặt Windows 10 nên mình sẽ dùng công cụ Update Windows 10. Link của cái công cụ này mình sẽ để bên dưới phần miêu tả của video. Đầu tiên các bạn cắm cái USB vào trong máy tính. Sau đó chúng ta sẽ khởi động công cụ Windows Setup. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành setup chiếc USB. Các bạn chọn phần số 2, Grid Installation Media for another PC. Ở bước thiết lập này các bạn có thể lựa chọn được cái phiên bản Windows Pro hay là Home, hay là cái 64-bit hay là 32-bit, cũng như là cái phần ngôn ngữ. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên để ngôn ngữ ở English United States, là tiếng Anh theo kiểu Mỹ. Các bạn đừng nên đổi qua bất kỳ loại ngôn ngữ nào khác, hoặc là để ở tiếng Việt. Như vậy thì nó rất dễ bị lỗi phông hoặc là bị một số trục trặc về bàn phím. Và lưu ý là nếu máy bạn RAM từ 2GB đổ xuống thì chúng ta sẽ cài Windows 32-bit. Còn nếu máy bạn RAM từ 4GB đổ lên thì chúng ta sẽ dùng Win 64-bit. Các bạn chọn phần USB Flash Driver. Sau cùng là chúng ta hãy lựa chọn đúng tên của cái USB chúng ta chọn để cài Win. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước 1, thiết lập một chiếc USB để cài Windows. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like và subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.